Da nó bớt nhờn hẳn á chị ạ. Nhưng mà nó có bị gan thận hay là bao tử gì không? Không, bé không bị như bình thường. Hổng hả, nhớ y như dầu, chiếc nhờn mà thôi. Cái trán này mà không trị nó là thành giống như cái dưới á, viêm quá hả chị, viêm giống như hai cái má luôn. Nhìn nhân nè, đúng rồi, nhân quá trời luôn ha. Ủa vậy da y nó biết nói tiếng bển mà đúng không? Biết biết mà chưa biết nhiều đâu chị, đã mới qua cũng có gần năm mà. Dạ. Yeah. Ừ. Hồi lúc sanh ấy, 3 tuổi là em ẵm về đây nuôi tới mới qua bển lại. Ê cô thủy dạng nhà sức cái serum mụn nhiều chút nữa rồi. Cho mụn nhắn tẩy lên mau chứ. Nó lên mau dễ lấy hả? Ừ. Sức tiêu nhiều bịch đen mình mua mua khác mình đừng sợ hết. Ừ, cái mặt này mà tiết kiệm nữa là tiêu. Quên hỏi Thủy học học nghề phá là nhiêu tiền Thủy có người Ủa? hả? Ai học chị? Không, cái chị kể trong nhà em bữa kia hỏi dùng á, bữa mấy em xuống đây làm chị đây nè, bả bả cũng lên YouTube coi hoài luôn á. Dạ hả? Ờ, nó cũng muốn đi học làm cắt mụn vậy nè, cái em hỏi để làm sao, tôi đi tôi hỏi dùm cho bà. Ôi, cục mụn bự cứng này. Cứng ngắc luôn. Lấy cục nào xứng đáng cục nấy luôn. Đó, như cái búp không? Tay này cuốn nhiều người lắm rồi. Đúng rồi đó. Cuốn nhiều người lắm rồi nè.
Mẹ thương gia y nhất luôn. Mẹ mới hả, bỏ công ăn chuyện làm từ bên đó về đây đi chị mụn cho con á. Con mai mốt con lớn rồi phải thương mẹ nha y. Không không có ai mà thương mình bằng mẹ hết á. Tính lẻ đi, tính tiền sang đi về bển mấy bữa rồi ra về hả? Bo tới cho nó đây tới ngày cả mụn em về em kịp kêu bà ngoại dắt dắt đi rồi. Ừ. Mình thấy cái mặt con mình vậy mình cũng xót ha. Này mở mắt ra dây nhìn con. Cô lấy như đây nhân cho con nè. Thấy không? Con phải cố gắng lên nha. Chắc là nhiều nhân luôn. Phải đó luôn. Cố lên con trai, mình phải giúp mình phải cố lên, mình hết mụn. Trong chân tóc nó cũng quá trời nè, mụn nó không có từ chỗ nào luôn. Dạ. Chân mày, trên chân mày đó chị. Em thấy chị căng da ra đó. Em thì muốn lấy càng nhiều càng tốt, mà quan trọng nó chịu được không thôi. Ý em nói gì nữa không, mình từ từ lấy không sao. Tại nó cái bụng nhi nó mới đau, chứ mình già nó mới đau. Nè, mụn da nãy giờ lấy nè. Thì cái đợt chị chụp cho em á là mụn già đó. Nó nói như vậy đúng không? Nói như vậy đây. Cái em dắt lên đó làm cái em kiểu như nó lấy không hết hay sao á. Cứ nhìn 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 lên. Nấy cục nào xứng đáng cục nấy, bự bự không à. Bự ghê không? Tháo lỏng rồi. Cô lên. Cố lên con nha. Hồi xưa em tuổi dậy thì em cũng bị mụn nhiều dữ lắm luôn. Vậy hả? Dạ. Thời gian hết đúng không? Em đi chạy tám hương. Không nữa em cũng bị vậy, em cũng bị cắt mụn nhiều lắm. Hồi hồi lúc từ mấy năm về trước mà cắt mụn lần 100-150 tiền mình á. Dạ. 150 nó cũng nhiều lắm một. Mười mấy năm trước thì chị đúng không? Dạ. Mà cái bà mà cắt mụn riết mà bây giờ bà xây nhà lầu ba lầu luôn rồi đó. Giờ bà truyền cho con bà là anh dâu, bà bạn dâu bà cắt cái mảnh mã nó, anh dâu bà cắt ẩu lắm. Cắt nó không có cái tâm á chị. Cắt mà nó chưa bụng nữa lần sau lại nữa đó. Cắt có mặt nó cắt một cục
chắc 17 phút là xong rồi, nó không cắt hết đâu. Chợ long qua thì nên chị hỏi bà phến cắt mụn hay là nó bà có tiếng cái dục nữa luôn đó. Chị mụn biết là học ngày mụn luôn ha, cắt mụn luôn ha. Mùa này bên bển có nóng không chị? Nóng rồi chị, mùa này nóng rồi, nóng lắm. Không như mùa nóng, nóng hơn mình đây nữa. Vậy ha? Ừ, yeah. Tại vì bên bển á, đường, đa số đường nhựa không đó. Với lại máy lạnh á. Máy lạnh nhà nhà, cái nó mở máy lạnh, cái hơi nóng nó phát ra đường á. Nóng hơn đây nữa. Mà nó ôi bức lắm. Đảo mà cũng mát mẻ lắm. Nằm chùm anh, nếu mà mình ở gần biển á, mát không? Tụi em đâu phải ở gần biển đâu.